Bill chuẩn bị cắt tóc cho Marcello. Marcello thì đã cắt tóc được 2 tháng rồi và bây giờ tóc nó bắt đầu dài lại. Đã cắt. Đây là chú chó poodle, 6,5 tuổi, 6 tuổi rưỡi. Okay, you stand up, Marcello, stand up. Okay, good. Okay, look at the camera there. Nó hồi hộp quá, nó không thích lắm, nên nó phải ngồi xuống để cho nó an toàn. Đây là hiện trạng tóc dài của Marcello. Cứ ngồi xuống, nằm xuống để cho nó an toàn hơn. Okay, bắt đầu mình cắt. Và trước khi mình cắt thì mình cho cái dầu bôi trơn vào, dầu nhơn vào để cho nó đỡ hại cái cưa. Và nó cũng trơn hơn. Đó. Nhiều người ta cho cái lớp nhựa vào, bọc vào bên này để cho gọi là cái nấc á. Vì cắt tóc cho người thì có cái nấc bao nhiêu nhưng mình không dùng, mình đi thẳng vào. Nhưng mà phải rất là khéo léo, không có nó cắt vào da. Giờ mình phải bỏ cái collar, cái bộ cổ này ra, xích cổ mà có cả tên, có cả chip, có cả địa chỉ, nghĩa mà nó bị lạc. Thì người ta biết được, người ta gọi cho chủ. Với lại người ta tìm được ra là con chó này thuộc về chủ nào. Nếu như mà các cái gọi là gì, viện chăm sóc thú thú cưng là người ta có thể tìm được, người ta có thiết bị, tại vì có cái chip nó gắn vào trong này này. Ok, mình bắt đầu. Và thường là mình cắt từ cái đầu này trước, tại vì là một lúc cắt được một lúc thì cái máy nó sẽ nóng lên. Nó sẽ nóng lên thì nếu như mà mình khi đó mình quay lại cắt cho cái mũi của nó thì nó nóng thì nó sẽ khó chịu. Tức là mình phải dùng để cắt to trước. Và mình cắt này, cắt ở mõm này, xong rồi là thân này, xong rồi bụng này, xong rồi chân này, xong cũng phải làm cái tròn tròn, giữ lại cái tròn tròn này form và cắt cái móng của nó. Cái móng hơi bị dày. Ok. See, he is not shaky now because of that noise. Good, good boy, Joe. Really good so far. Very messy. Yeah, look at the camera there. All right. Now behave. The nose is pretty good already. Mình cứ cắt thế này, cứ dùng này, cứ đi đưa thế này. Nếu như mà bạn mới mà chưa quen thì đưa phần bên ngoài thôi. Và mình ước tính là cái độ dài của da mình muốn để lại. À, một cái phần da, cái độ dài của lông nó còn lại như thế nào thì mình ước tính, mình cứ đi dần dần như thế này. Nói lại là nó rất là sắc, mình ước định tại vì là mình không có dùng cái lớp nhựa. Thì mình cứ ước tính thôi, là mình đưa tay như thế này. Đó. Cái chó giống chó poodle này, cái lông của nó cũng xoăn lắm. Xoăn mà lâu mà không cắt, ví dụ như là 2 tháng tới 3 tháng mà không trải, không cắt là nó sẽ xoăn vào, rối vào, nó sẽ khó cắt hơn. Mình cũng phải cắt cái bên gần tai này nữa. Phải rất là cẩn thận, không có nó đưa vào trong tai nó sẽ đứt ra, nhưng mà cũng phải cẩn thận đó. Mạnh dạn. Mà cái này là phải mạnh tay, tức là kéo tay một chút, xong mình ước tính mà làm thì nó sẽ quen đi. Mình đưa cả vào trong tay thế này, nó có đến phần bên trong này rất là dày. Này, cái đường vi khuẩn nó nằm ở chỗ rối này này, và mình sẽ thì phải một buổi khác thì nó khô rồi. Và mình dùng cái móc mà mình kéo ra và cắt kéo nữa. Stay. Come here, come. Cái này là cái sự thể. À,
xuống này, chẳng hạn dưới này nó nằm ở phần dưới của cái dây chẳng cổ ấy. Cái phần lưng mà mình thích nhất, tại vì là cứ thế mà nó trượt xuống, nó trượt đi vào tay xuống cái này, chìm xuống cái này rất là ngon. Mà cái phần lưng thường là nó cũng có cũng dày nhưng mà nó đều, nó không có rối quá. Đấy, cứ ngồi thẳng là mình đưa xuống. Mà mất được khoảng 2 tiếng rưỡi, 2 tiếng là xong, xong rồi tắm. Tắm xong thì là thường là mình á, ở nhà này thì là mình gấp xong thì là tắm cho nó này, xong rồi để mai nó khô nó tơi ra, xong rồi mình trải ra, xong rồi chỗ nào mình cần sửa thì mình sửa. Đó là kiểu cách của mình. Rồi mình chuyển xuống phần chân này, từ sau. Chỗ này dối tại vì mấy lần, tại vì nó đang mùa hè mà hay nó chơi ra ngoài hồ Washington á, Lake Washington để bơi. Nó bơi nhiều và tóc còn dối. Chỗ này thì ngon, chỗ này thì thẳng. Cũng dối rồi. Ở đây là tóc còn dối, rằng nó không ra là phải không được. Phải cắt từng miếng một thôi. Cứ đưa thế này xuống. Cách đây 3 năm rồi như mình đã nói, 3 năm rồi là mình cắt cho Marcello 3 năm hay 4 năm đã. Thế còn trước đó là mình đưa ra hiệu và mỗi lần đưa đi cắt tóc là các bạn biết người ta tính bao nhiêu tiền không? 130 đô đến 135 đô. Đó là chưa kể thuế và tiền bo nha. Tiền bo là khoảng 15 đến 20%. No, no, stand up. That's right, say hi. Hi everyone. Giờ mình sẽ cắt cái phần bên trong của cái đùi nó. Good. Chân của nó này, chân, nó bắt chân. Mình chưa bao giờ nhìn đến chú chó nào, chưa bao giờ gặp chú chó nào trong đời là bắt chân kiểu như Marcello này. Giờ mình sẽ cắt cái phần chân. Đó, cái phần chân này. Đó, không bao giờ Marcello cho cắt đâu, tại vì nó rất là kỵ cái phần này. Phản đối kịch liệt. Rất là khó cắt ở cái phần này, chân là chỗ phần khó cắt nhất. Mất thời gian. Đó, cái phần tranh phục. Nhưng mà mình phải làm phải nhanh. Alright, let me do this one.
phần cái bộ phận sinh dục là cũng rất là quan trọng, là mình phải cẩn thận, là mình làm quen nó để mà mình biết được cái chuyển động của mắt chia lâu nữa. Đó, xong rồi này. Nói chung là bên trong cái phần trong này là khó cắt nhất, là cái phần phía chân, bàn chân này là khó nhất, nó cứ phản đối này. Đó, đẹp quá. Rất là mát, cái phần tới này rất nóng này. Phần cuối cùng được tắm mát của tháng 9 của mùa hè này chắc rồi. Còn mưa là ở cái thành phố Sydney này là cái bắt đầu vào giữa tháng 9 là mưa này. Mưa khoảng 2 tháng, là mưa dài lắm. Không mưa to mà mưa rất là dài, lâu lâu ngày. Nó ẩm ướt. Ôi. Giờ là mình cắt cái phần đuôi và cái phần lỗ hậu môn của Marcello nhá. Mình sẽ đưa thẳng cái đường như thế này xuống. Một chỗ này cũng bị rối thì do bơi này, chỗ đi bơi nhiều này, nó rối ra. Đó, chứ mọi lần là cứ đi đường thẳng một đường này là đến, là hết luôn. Đó, lần này đã hơi khó này. Mà mình phải cắt dần dần thôi, chứ làm sao. Ê. Ok, cái chỗ gần chỗ hậu môn này nó rất là nhạy cảm nên là cũng cần phải cẩn thận. Tại vì nó buồn, nên là nó sập. Mình rất là cẩn thận. Đi qua cái cuối cùng chỗ này. Là mình đưa ở bên ngoài thôi. Nói chung là mình tự quyết định. Lúc này mình đưa cái lưỡi của máy vào. Máy cạo vào. Đó. Hơi có mùi hôi nhưng mà không tệ lắm. Xong đó, đơn giản không, dập dập một cậu cũng dập dập buồn buồn. Thì đi theo cái chiều của cái lâm học rồi thì nó sẽ dễ hơn và đi được bao giờ thế, đi theo chiều. Khu vực nhạy cảm đã xong. Cái này hơi bị rối này, phải cắt từ từ. Understand. No, it's almost done. Oh, look, see? You're so good. You're so good. Okay, let's just stay okay?
thì mình sẽ cắt cái đuôi này, nó hơi bị dài, mình sẽ đưa như này thôi. Thì bây giờ là mình cắt cái móng, cái móng nó dài, không cắt là nó cứ mọc dài ra. Nhìn thấy bây giờ đã là 2 cm. Ok, bây giờ mình sẽ cắt rất là cẩn thận, tại vì là cắt vào cái phần thịt kia là nó sẽ bị chảy máu. Đó, ok, good, ok, good boy. Ok, he's almost done, he's almost done, ok. Perfect. Rồi sau 2 tiếng đồng hồ thì các bạn thấy xong, cắt tóc đã xong. Giờ trở thành một chú poodle đích thực này. Tóc ngắn, nó gọi là party poodle. Giờ mình sẽ cho Marcel được tắm. Mình cũng đi tắm luôn. Và bây giờ Marcello thì đã được tắm và cái tóc này, cái lông này đã khô và bây giờ mình có thể chải ra, xong rồi mình có thể biết được cái chỗ nào là lỗi thì mình sẽ dùng cái toner. Bây giờ mình mới nhớ ra là cái máy cắt đó là cái toner đó, quên đấy, quên rất là nhiều tiếng Việt, các bạn rất thông cảm cho cái toner đó. Xong rồi đi là một đường nó thì sẽ mịn, xong rồi mình sẽ chải cái tai này ra và chải cả cái gọi là cái ủng này ra nhá, yeah. Cái chỗ đầu gối này này thì nó sẽ trông giống chó phù đồ hơn. Xong thưa các bạn, sau hơn 2 tiếng, khoảng 2 tiếng 15 phút cắt này, xong rồi là tắm mất 20 đến nửa tiếng, 20 phút đến nửa tiếng, xong rồi là áo khô, rồi là giờ mất cái này cũng phải đến gần 1 tiếng rưỡi đó, trải ra xong rồi là cắt cái này. Đó, các bạn thấy nó cũng mất mấy tiếng, cũng tốn kém đó, nhưng mà là mấy tháng mới làm một lần, đây là chó cảnh, chó cưng, nên ra là mình yêu. Nhìn mà con á, ở bên này người ta gọi là những con chó của chúng tôi, những người con của chúng tôi có 4 chân. Đó, có gia đình người ta không có con mà người ta có chó thì người ta nói thế, người ta nói là our children or our kids have 4 paws, tức là trẻ con nhà chúng tôi có 4 chân. Rất là hay, nhưng mà yêu lắm. Thì người Mỹ người ta gọi là cái chú cưng này gọi là emotional support. Rồi bây giờ trả lại tên cho em nha. Ok, thế đẹp không?